Chúng ta hãy cùng nhau dõi theo dòng sự kiện cái character arc, cái redemption arc của Atas. Nếu ông nào dốt tiếng Anh để tôi giải thích cho ông hiểu là cái quá trình chuộc tội của Atas trước phím cơ của thương hiệu này nó thật là như. Nhưng bây giờ thì nó ngon hơn nhất nhiều rồi. Vừa hôm trước đã có một chiếc phím cơ AL65 của thương hiệu này. Khá là quỷ, giá 1 triệu, full nhôm, 65%, hot swap, 3 chế độ kết nối, vân vân mây mây, đã, quá ngon, ok. Nhưng mà bây giờ các bạn hỏi mình là tôi muốn phím cơ nào nó phải có numpad cơ, gõ phải ngon cơ, 3 chế độ kết nối LGB cơ. Con nào bây giờ thì trước đây chỉ có thể recommend cho các bạn con Zenmeng X98 thôi. Nếu bạn thấy là Zenmeng X98 có những cái phần thiết kế này mình không khoái, hay là con này nó không có cái màu mình thích. Đây là một chiếc bàn phím với cái mã là IG102, cũng đến từ nhà Atas, đang được bán tại Shop Smart New ở trên Shopee. Giá của nó sẽ từ loanh quanh 900k đến 1 triệu tùy phiên bản màu sắc khi các bạn lựa chọn. Bây giờ cái layout gọi là 98 này thì gần như là full size rồi, nó gần như đầy đủ. Có phím số, LED RGB nhá, hot swap nhá, LED viền nhá, 3 chế độ kết nối nhá, gõ ngon nhá, stabilizer lúp sẵn nhá. Đâu, đã cụ thể như nào tìm hiểu ngay sau intro nhá. Mình cũng biết là những cái chiếc bàn phím này thường thường là các cái thương hiệu trên thế giới và cả Việt Nam vậy sẽ đặt sản xuất ở Trung Quốc và đóng cái logo và đặt tên riêng thôi, nên là cũng không gì đặc biệt cả. Nhưng mà quan trọng là gì, cái sản phẩm đến tay người dùng nó tốt và giá nó hợp lý là được. Mình cũng không phải là người gọi là quá quan tâm thương hiệu lắm, nhất là những cái đồ cơ bản như thế này. Thì con này là IG102 và đây là cái hướng dẫn sử dụng ở trong hộp của nó. Phụ kiện thì cũng đơn giản cơ bản thôi, thêm vài cái switch dự phòng, cáp cùng, keyboard các thứ, không nói làm gì nhá. Một chiếc bàn phím với cái layout 98, không biết là có đủ 102 nút không, đặt tên là IG102. Ở đây, ở trên này họ ghi là 101 nút. What the fuck? Layout thì gọi là layout 98. Tên thì tên là IG102 nhưng mà số nút là 101. Chúng ta có LED RGB, ok, Bluetooth 2.4, Type-C, kết nối ok này. Có đèn báo hiệu 5 lock, caps lock, scroll lock và đèn báo hiệu khóa Windows, có cả chuyển chế độ. Và một cái rất là hay là ở cái phần cổng kết nối USB-C này. Như bạn thấy là hãng còn dán một cái tem vào đây cảnh báo chúng ta là không được sử dụng các cái sạc điện thoại, nhất là các ông nào mà dùng sạc nhanh công suất cao, dễ tèo mạch hoặc là tèo pin. Như bạn thấy đây, ghi điện áp đầu vào là 5V 1A. Đừng có ông nào gọi là dại dột mà cắm cục sạc điện thoại công suất cao vào đây nhá. Ok, dưới sử dụng như vậy thì bây giờ quay trở lại cái bàn phím xem thiết kế bên ngoài. Đương nhiên với cái giá là 900k cho một cái con phím đầy đủ từng này nút, LED RGB 3 chỗ kết nối thì chắc chắn nó sẽ làm từ nhựa, không gì để chế cả. Đầu tiên sẽ là cái bài flex test. Có flex nhưng mà flex rất là mượt mà, không có một cái gì cọt kẹt, không tiếng động lạ gì cả. Ok. Các cạnh được bo cong, có LED viền rất là đẹp này, cổng USB-C trên cùng bên trái và cần gạt chuyển 3 chế độ. Ở dưới này chúng ta có fix silicon 4 góc và chân kickstand 2 nấc. Còn quay lên mặt trước, keycap khá đẹp, keycap này thì cũng gọi là làm theo cái phong và cái kiểu thiết kế khá là phổ thông, những cái bộ keycap giá rẻ trên thị trường bây giờ. Nhưng mà nó có thể nói là nó đẹp và nó đạt tiêu chuẩn với cái nhựa PPT double shot như thế này. Cái màu trắng xanh như này mình thấy trông khá là hợp với cái vỏ case màu trắng. Ở bên phải phím cách các bạn có hai phím là function và control, chứ không dùng 3 phím 1 U mà thay vào đấy là 2 phím 1.5 U ở đây. Phím shift 1.75 U này giống phím shift trên 75% và giống phím shift trên các màn hình 65%. Phần number pad khá là to, rộng rãi. Phím số 0 là phím số 0 to, không phải phím số 0 nhỏ nhé. Và cột ở giữa chúng ta sẽ có delete, insert, pay up, pay down. Home và end nằm ở bên trên này. Một cái khá là kỳ cục là phím end lại nằm ở bên ngoài, phím home nằm bên trong. Nhưng không biết có phải gắn keycap nhầm không. Print screen, pause break. Ok, cái thiết kế này nó khá là thân thiện và mình thấy là nó dễ dùng. Và mình chưa tìm ra một cái điểm gì để bắt bẻ với cái độ hoàn thiện bên ngoài của nó cả. Thì bây giờ ôm nhau nhổ cái cáp lên xem bên dưới. Switch của con này thì đóng cái logo của cái thương hiệu gì đó, Iguo mình không chắc, nhưng mà nó khá là giống mấy cái switch của con Dark Alien trước mình từng làm. Plate nhựa polycarbonate này, xốp siếc full này, phim phủng này, plate còn cả làm cả flex cut này, stabilizer plate mount, lúp sẵn, khá là mượt. Ok, thiết kế tổng thể là như vậy. Hãy cùng nhau nghe sound test xem ra gì không nhá. Plate nhựa polycarbonate với những cái gasket silicone xỏ vào tai của plate này.
Các bạn có cả shop, có cả phim làm trên bảo mạch. Và đó lý do tại sao âm thanh nó lại nộp và giòn như vậy. Gọi là cái sound profile, cái kiểu âm thanh của bản phím này nó sẽ thiên hướng kiểu dạng clacky. Nhưng mà tổng thể là nó làm khá là ngon, tiếng tương đối đồng đều và stabilizer loop sẵn, mượt, không gì để chê cả. Nếu mà cho thang điểm stabilizer từ 0 đến việc mất đi, à chính xác là stabilizer trừ 1, chỉ có đã tắt chứ không có stabilizer, và thang điểm cao nhất là 10, thì mình nghĩ rằng con này nó phải được tầm 7.5-8 điểm. Stabilizer rất là ok đấy anh em ạ. Thì tổng kết lại là với cái giá chỉ loanh quanh 900.000 đến 1 triệu một chiếc bàn phím full như thế này, LED RGB, hot swap tử tế nhá, switch khá là mượt mà, stabilizer ngon nhá, 3 chế độ kết nối nhá, LED viền nhá, pin 4.000 nhá, ngon không? Quá ngon. Nếu các bạn đang băn khoăn, chưa biết chọn bàn phím full size nào để dùng, và các bạn thấy rằng là màu của Sinmiang không khoái lắm, thì đây là một option nữa, ngon, khá là ngon, không phải khá là ngon mà rất là ngon dành cho anh em lựa chọn. Nhớ chiếc link phần mô tả video nếu các bạn muốn mua cho mình một chiếc, đọc pass bạn xuống heo để được nhận những nụ hôn nồng thắm. Ở đâu thì like video và subscribe, video hoàn toàn miễn phí. Mình gặp lại anh em trong nhiều video khác. Peace.